ổng đài cô Tư có coi trên cộng đồng mạng về về sư Thích Minh Tuệ. Phải nói là ông đó là một vị tăng tu hạnh đầu đàn mà ít có người làm được. Còn những ông sư mà bôi bá thầy Thích Minh Tuệ đó, như ông Thích Đồng Hồ đó, ổng nói ôm cái nồi cơm điện đi mà người ta gặp, ôi tôi chào thánh nhân của tôi, xàm tào lao, ổng mắng người ta này kia. Xin lỗi ông chứ cái những cái câu mà ông mắng ông mà đó đó ha, trở lại về ông hết trơn. Phải không? Ông nên nhận định rõ ràng. Trời nắng 40 độ này mà nếu ông ngon thì ông cởi dép đi tôi 2 tiếng đồng hồ đi. À, tôi kêu cộng đồng mạng này cho ông 10 tỷ đó. Ông đi dùm vài ngày đi có được không? Mấy ông ở trong xe mấy lạnh, mấy ông chỉ cổ xí thôi, còn người ta đi thì mấy ông chê người ta. Người ta không nhận tiền bạc y tới thẩm ký y mà ông còn không bằng y đẹp nữa. Ai bỏ giải thì ông giá. Con nên nhớ rằng tứ đại phải dai không. Còn tu như mấy cái ông tăng của mình mà phải xàm xí đó, thì một tay nắm cánh hoa sen, một tay nắm lấy nhỏ nhen sự đời. Rồi nó gịch qua gịch lại mấy ông nó đi về đâu được cơ. Rồi thấy Phật thì mấy ông cũng ghiền, mà thấy tiền mấy ông cũng phái, thấy gái mấy ông cũng mê, mấy ông bỏ mạng chơi à. Chứ mấy ông đừng có khi người ta. Người ta như vậy mới gọi là chánh đạo đó. Cả chánh đạo thêm còn sức khỏe đặng nuôi cha giữ mẹ cho tròn vẹn mười ơn mới đạo làm con lúc sanh sống trở nên phụ bạc. Ông đi vô cứ kêu Phật tử ông cúng dường không, ông làm những cái bài thơ mà rất là hay. Nào là cha mẹ tháng bảy mùa thu lá mụn vàng, nhớ ngày nhân loại đốn du lan, bưng phương tưởng đến cha cùng mẹ xúc động tâm con ngắm lễ tràng. Hay là con còn mẹ là con còn diễm phúc, mắt mẹ gồm với địa ngục trần gian, tình mẹ còn hay tình mẹ mất đi, xin gửi mãi mẹ ơi xin gửi mãi. Mấy ông làm đó mấy ông sư á, làm rất là hay, nhưng mà không khuyên Phật tử mình nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn, cứ kêu đem tiền cúng dường cúng dường cúng dường không. Rồi á, cha mẹ ăn ở nhà vài đồng á thì nó chửi mắng, mà lỡ chùa thì sư đánh con mình phải lại mà đưa tiền. Quý vị nên mở tâm linh nghĩ đến đoạn này, điều quả phước ấy cơ báo ứng, chẳng biết thân còn con chứa đựng, quả bất lành chưa trả gia thêm. Cầu cho đời sống lặng gió im, đặng bá tánh an nhàn thư niệm. Như ông sư Thích Minh Tuệ đó, ông ngủ thì ông ngủ nghĩa trang, ông ngủ gốc cây. Mấy ông ngủ được không? Cái hạnh đầu đà của người ta đó, hạnh của Đức Phật đó, mấy ông đừng có bôi bát nữa, mà mấy ông mở cửa qua báo đi vào. Cái cửa qua báo này đó, ngày xưa cô Tư nghe Đức Phật Thích Ca ngài nói với A Nan, này A Nan, cái cửa qua báo này mấy ông vô thì được đó, chứ 30 triệu ngàn năm mấy ông ra mới ra khỏi cửa qua báo này. Con nghe ghê không? Cái địa ngục vô gián mà con ở có vài trăm năm, mà ngày ngàn năm con ra, mà cái địa ngục, cái gì, cái cửa qua báo này tới 30 triệu ngàn năm con đi ra. Tại vì con biết đạo mà chẳng dình ngôn ngữ. Con nói thầy là thầy chùa mà con nói không điều chánh pháp thì con sẽ lọt vô cái cửa qua báo đó. Nên hãy tỉnh ngộ đi. Mấy ông thì kinh dưới xám ngoài môi nó tụng đạo suy đồi bại lụng gì ai gì. Mấy tu giả này bên mấy ông cũng có, mà bên với tôi cũng có. Bên với tôi cũng có mấy tu sĩ thúi giả nè. Đó, thành thử ra Đức Quỳnh giáo chủ nói kinh dưới xám tụng nghe thảnh thoát, lũ dân bông tập luyện đã thành. Như ông Thích Thiện Đức, cái gì ông Thích gì mà ở Vũng Tàu nè, Thích Nhượng Đức gì đó, ông nói người ta tụng kinh thì người ta lấy tiền phải rồi, phụ tụng không hỏi miệng sao? Ủa vậy ông đi tu làm gì? Vậy còn nhận tiền đàn na thí chủ không làm gì? Ông nói ông nuôi mấy trăm mấy ngàn người già, ông nuôi người ta hay là mấy ngàn người già đó nuôi ông? Ông đâu xét lại coi, ông có làm ra được đồng bạc không mà ông nuôi? Chứ không phải ông nuôi vậy là ông lấy cái bằng chứng ông lên cộng đồng mạng đặng ông kêu gọi đặng đem về cho ông tỳ gia ấm thân nữa. Mà cái miệng của ông đó ha, ông làm sư làm gì? Ông ra đời đi. Cái miệng của ông nói chuyện hơn cái thằng láo cá ngoài đời. Con nghe ông nói không xàm xí rồi ông cười ông vỗ tay. Nó Đức Phật phải trang nghiêm như ông sư Thích Minh Tuệ của mình. Ngài là chánh nhân quân tử, là một vị Bồ Tát thật sự đó. Nó có ai được không? Con biết đi ra ngoài Trung đó, ngoài Bắc ngoài Trung đó, là cả một tỉnh gì đó người ta quét cho ông đi đó. Người ta cung thỉnh ta lại lục mình, có ai làm được như vậy không? Nói bây giờ sao mấy ông giỏi quá, mấy ông tu nói mấy chục năm, mấy ông dọn đồ cho bóng bẫy, mấy ông đi xe du lịch này kia, mấy ông đeo hàng hiệu, có ai mà cung kính mấy ông mà lại dưới đất vậy không? Bắt lỗi người phải xét lỗi mình, vậy mới là phải bực công bình, nẻo chính trực cho mình. Chứ người quân tử, người biết đạo phải dình ngôn ngữ, nói với ai chớ có sai lời.
cộng mẹ cha kính nể Phật trời, đừng nhiều tiếng nghênh ngang mà mang lỗi nữa. Đó. Bây giờ đó ha, con từ gài sắp tới cô Tư nói rồi, con để ý đi. Những cái chùa cao sắp đến ha, là vắng tanh kẻ tới. Tại vì biết sao, người ta biết hết rồi, người ta lộ mấy thằng sư giả này hết rồi, nên trốn Phật cảnh vắng tanh kẻ tới. Nên thầy mới nói ta ra đời nên mới đổ thai, bởi vì thằng lời lẽ thẳng ngay, cho nên chúng nó ghét bài phú thi. Lời của Đức Thầy á, là lời lẽ thẳng ngay, chúng ngay thì nó chịu, chúng con thì con chịu, chúng cô thì con chịu. Đó. Nên mấy ông sàm tăng này nè, chúng mấy ổng rồi mấy ổng ngựa. Như ông thích mà Minh Tệ mà ổng đi vậy đó, mấy ổng đi không được, nên mấy ổng ganh tị người ta. Cái hạnh đó á, mấy ổng mà phải lột hết ha. À, để quỳ xuống mà lại ổng mà còn chưa phải nghĩa nữa, chứ đừng có nói mà mấy ông thủy bán. Mấy ông thủy bán nhiều quá rồi dòi trong miệng mấy ông nó đục thăng, mấy ông cũng như dòi xong xương sư tử mà nó đục sư tử. Thành thử ra phiên mấy ông hãy trở lại nội tâm đi, đừng ham nữa, ham chi giả tạm của tiền như kim vào lưới xích xiền chối thanh, chứ không có là cái gì đâu. Dầu trên dương gian này ta chối mấy ông không được, nhưng mà lọt xuống dưới mấy ông vô dáng rồi, mấy ông không có giờ mà để ra. Thành thử ra thầy nói khuyên bổn đạo chớ nên bê ngủ, tức vị tầm đạo chánh của phùng, đặng sao xem liệt quốc tranh hùng, được hồi phục nhờ ơn chư Phật. Má quá phép lạ biết bao mà kể, chính từng mây mới nhạc chổi tiêu thiều, kẻ tà gian sao bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thượng cổ. Đó. À, quý vị nhìn cái lễ ông Ba Thớ của mình đi, là một vị thánh nhân. Ngày xưa mặc dầu ông quy y với ông Hai Trần Văn Du, nhưng mà ông Hai Trần Văn Du thì được Đức Phật Thầy thọ ký con. Nhưng mà năm do vị giáo chủ miền Nam Việt Nam của Tư kể con nghe, Đức Phật Thầy Tây An là đệ nhất sư tổ, ông Phật Trùng mình là đệ nhị sư tổ, ông Bổn Sư Ngô Lợi là đệ tam sư tổ, Đức Quỳnh Giáo Chủ là đệ tứ sư tổ, tức là bốn chữ xuống trần chớ ở đâu, là bốn chữ Vũ Sơn Kỳ Hương. Đó. Nên Đức Phật Thầy Tây An ngày có than: 7 năm hoằng quá độ sanh linh, đắc diệt trùng trùng khổ chiến kinh, quá kiếp năm đời khai chánh pháp, dung quân hành đạo kiến thanh bình. Đó. Còn Phật Trùng đã nói trở về Nam đặng có sửa sang cho thủy tính gỗ nhà chân lý. Đó. Ông Ba Thớ của mình, ông nói một cái là ông không từ ai hết. Tại vì nếu là cái người nào giả thì người đó chịu. Ông mới lại xưng gần hùng cứ nhất phan, dốc chiến đọt Tây An đại đế, bảo phát bảo tàng vô mưu kế, tội bay kế mưu diện chết trước khi thầy bay trở lại. Còn những cái bà mà hát ca bây giờ mà múa men rồi đó, thì ông Ba Thớ nói đời này nhiều hát nhiều ca, quê tình quê tự làm ma không đầu không hồn. Hay là đời này xưng mẹ xưng cha, đến chừng đến việc khóc la ông thần. Và những cái người mà chưa đắc mà nói đắc, chưa chứng mà nói chứng là tự xưng đó, thì buồn ngôn lộng ngữ với Đức Phật. Quý vị hãy nhìn sư Thích Minh Tuệ để trở lại nội tâm của mình, và đừng đem tiền bạc cúng cho những thằng sư sàm nữa quý vị. Ông sư chùa Ba Vàng quý vị biết không, cái cọng cỏ phi ly mà dám dựng lên là xá lợi tóc của Đức Phật để nhận tiền, tay phân phất nhận tiền. Đó, quý vị thấy không, ai tu mà lừa đảo như vậy không? Tu đó là tu gì? Tu mấy xã hội đen ngoài đời. Đó. Thành thử ra quý vị hãy trở lại nội tâm. Nội ổng có hai cái trang mạng nha con. Một cái trang mạng cá nhân của ổng, một tháng lãnh 100 triệu. Trang mạng chùa Ba Vàng tháng lãnh 100 triệu ăn hết. Mà ổng nhận tiền kiểu đó rồi coi bói coi tay mày quẻ nào 20 triệu cho trả góp. Ai và Phật nào dạy? Mấy ông Lạc Bộ Kinh nào ra dạy mấy ông cũng vậy. Bởi Đức Quỳnh Giáo Chủ nó thầy chùa như thể cây sơn, mấy ông dẫn ngoài ra coi chắc trong thờ mối ăn, buồn thay cho lũ ác tăng, mấy này là ác tăng đó. Làm điều dối thế cho hư đạo màu, Di Đà Phật Tổ thêm đầu dặn trong tăng chúng sao lừa dối dân. Không phải mình cúng dường nhiều mà mình có phước đâu. Xin nói với quý vị, dầu quý vị cúng 1.000 hay là 100.000, có người hỏi các vị thiền sư cúng 100.000 với 1.000 thì người nào có phước lớn hơn? Theo mà Đức Phật giải ngày xưa là tất cả hai người đó đều không có phước. Tại biết sao? Nên Đức Quỳnh, tại vì mình cúng tiền nhiều quá con, rồi cái phàm mấy ông tăng mình bây giờ nè, mấy ông lợi dụng tiền bạc đó, rồi mấy ông làm những cái chuyện không có đúng, thành thử ra không có phước là chỗ đó. Mình hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm, đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm còn hơn đúc chuông đồng Phật. Chẳng làm phước để làm hung dữ, rồi vào chùa lại Phật trừ.
Nó nên cô gà con gặp cô bác có mảnh đời đau khổ nào đó, nếu mình giúp được nhiều cứ giúp đi. Từ 1.000 nữa mình có nhiều mình cho 5.000, 3.000 cho nhiều chết. Chứ giờ đem vô chùa đó, con thấy ông thích đồng hồ không? Thì nói vậy là quý vị cộng đồng mạng biết rồi. Sư mà làm gì ra tiền đeo đồng hồ Solex 750 triệu. Ông có bao nhiêu cái tài khoản ngân hàng, thấy không? Rồi bây giờ làm gì nói chuyện ra toàn là cổ xí không. Nó mới đây à. Bây giờ con thấy trên đời này nó sẽ lộ hết. Tại vì cái đời hạ mặt tặng này, thạo cao một thước mà ma cao có một lượng. Cao để làm gì? Cao để rồi tiêu diệt. Chứ không phải cao để tồn tại. Họ nhờ họ nói những lời mà phi nhân không à. Họ nói những cái ông sư mà có máu mặt, những ông sư mà có chùa cao thì nói những câu mà không đúng với chánh pháp của giáo lý của Đức Phật của thầy ngày xưa. Ngày xưa khi ông A Nan hỏi Đức Thế Tôn thì Thế Tôn trả lời là: này A Nan, giải thoát là đạo Thích Ca, cầu sinh lại lục là ma dạy. Ví dụ bây giờ con lại chùa cúng 10 triệu 20 triệu mà con cầu sinh con lại lục để con bói quẻ sinh xăm đó là ma dạy người, chứ không phải Phật dạy mấy người mình đâu. Còn mấy ông cổ xí mà để lấy tiền người ta đó là cũng quỷ dạy mấy ông. Mấy ông đó là ma dương xuống hóa đạo đó con. Nên ngày xưa khi Đức Phật mình ngồi tại cái đền Linh Phú thì ma dương nó theo phá thầy ngài không được. Nên nó nói sau này tôi sẽ làm tăng đồ của ông để phá lại cái đạo của ông, làm cho cái đạo của mình xuống cấp. Bởi dưới Quỳnh giáo chủ nói mấy ông đó là mượn bồ đề chuỗi hột lè người, làm cho dân kinh vệ thảo cường, tội lỗi ấy lực nào dung thứ. Con thấy giờ mấy ông xàm trí ông nói ra là ta cái dễ là tội lỗi ấy lực nào dung thứ, tu mà ham chay cho to đám bự, đặng thế gian dân cúng bạc tiền, dối gần lo tu bổ chùa chiền mà làm của thầy viên con thọ. Bảo làm sao dân không xa ngã, nghe lời gùn tông nọ phải kia, cả tăng đồ trong nước chia lìa, bây giờ đang chia lìa nè, riêng pháp bảo, riêng chùa, riêng Phật. Trong bá tánh xài thành chắc nhất, ngày mãi nguy nan chẳng biết đàn nào. Bây giờ con nói nhiều quá cô cũng đâu biết đàn nào cô tu phải không? Ví dụ cô chưa giác ngộ đó. Nên phiên quý vị hãy trở về nội tâm, đừng làm tà đạo mà nhân hư bất dụng nữa. À, cái tiền này nó không đưa quý vị đi giải thoát đâu. Vinh qua một bả làm mồi để câu kẻ dạy diệt tàu chắc lên. Muốn mình lên đặng bực trên, phải lo rèn đúc mới nên thánh hiền. Chừng nào về? Chưa biết. Chút xíu về trở lại chị nha, gửi bánh tét về cho Mạnh Thường Quân thôi. Đó nên mình phải trở lại. Chào. Nên Đức Thầy dạy đến với ta chớ đem đồ, chỉ đem theo hai chữ thành lòng. Chẳng có cần trà quả hương nồng, mong sanh chúng từ lòng có ngộ. Kẻ xa xôi có lòng ái ngộ mộ, xem kệ này tu tỉnh tại nhà. Ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà, sao danh thể xả hương chúng. Mà nhà giàu có xài không sợ tốn, phải để tiền cho kẻ nghèo hèn. Lo xài trà ngủ xình xòn, chừng khổ não phàn ngàn căn số. Lời chuyện sấm như bài tốn đố, ai biết tầm thì thẳng hiểu nhờ. Đó. Nên thưa quý vị, quý vị cộng đồng mạng, quý vị đừng có nghe lời người ta phỉnh gạt. Tại vì ngày xưa Đức Thích Ca Mâu Ni Từ Phụ ngài nói với ông A Nan: này A Nan, trên thế giới này có hai dạng người. Một dạng thông minh bịa chị thích bịa chuyện để lừa gạt những người nhẹ dạ. Mà cái dạng người nhẹ dạ lại phái đem tiền cúng dường cho người thông minh lừa gạt để mà ăn. Cô Tư nghe cái đệ đó kể với cô Tư. Con đi mằng chày da phỏng chán nha, mua miếng thịt ăn bà mẹ bà cúng cho, để tiền cúng sư ba vàng. Con thấy không? Tay ông thì phân phát nghiệm nhận tiền, miệng ông cười te tét như nông dân được mùa. Chứ ông không nghĩ lại người cô bác người ta mảnh đời đau khổ, gạo lên giá còn không đủ tiền ăn, phải không? Rồi mình sư mà đeo đồng hồ Solex 750 triệu, đi xe sang, ngủ máy lạnh được không à? Mà nói người ta ngủ máy lạnh thì vô phước, mà ông ngủ máy lạnh thì ông có phước à. Nó xàm không? Cái đó là xàm tăng đó con. Nên Đức Quỳnh giáo chủ nói á, kinh dưới xám ngoài môi nói tụng là mấy thầy chùa giả này nè: đạo si đồi bại luận gì ai, đem nguồn chân lý bằng ai, nó ta thương dân chúng lạc lòi giống xưa. Mà giống xưa là giống gì? Giống xưa tiên cảnh tuyệt vời, ngày nay đã lạc đạo đời nước ngơ. Người hiền nghe thấu ngẩn ngơ, đớn đau sắp đến bơ vơ một mình. Muốn xem được hội Long Đình thì dân phải ráng sửa mình coi chơi. Ở ăn cho dạng mười ơn, cảnh tình hiền đức gặp cơn khải hoạt. Sau này Đức Quỳnh giáo chủ trở lại, Đức Phật trở lại chỉ chọn có hai hạng người chung giờ nước ta nên cho thiện.
Hiền dưới lương bổn đạo rèn lòng, thường nguyện cầu siêu độ tổ tông với bá tánh dạng dân vô sự. Đó. Chứ đừng có nghe ông nào mà đem tiền lại cúng cho mấy ông ăn rồi ban phước giá quả cho mình, là cái đó là xàm tăng thôi. Chứ là nó lừa gạt của mình để nó lấy tiền thôi. Ông thấy không? Mình thì đi làm lụng vất vả con ra người đời gắt mướn ngày 200 ngàn cô có. À, mà bây giờ mấy ông phân phát nhận tiền. Đó. Đủ thứ nhận tiền hết trơn. Mà còn nói cúng mạnh giá cao nữa. Chứ mạnh giá thấp thì không có phước. Rồi ai có nhà gần chùa thì cúng luôn cái nhà đi rồi ra giả cầu ở hả? Đó. Ông Phật nào mà thiếu thốn mà đi kêu gọi vậy, phải không? Ngày xưa Đức Phật Thích Ca mình có tứ đại phú thủ mà ngài cũng bỏ hết. Nào vợ đẹp hồng xinh là được còn bỏ, phải không? Sắp sửa làm ông vua còn bỏ. Phải đi mình cần thân đất để độ quá hết chỗ này chứ chỗ nọ. Ông đài cô Tư có coi trên cộng đồng mạng về sư Thích Minh Tự. Phải nói là ông đó là một vị tăng tu hạnh đầu đàn. Mà ít có người làm được. Còn những ông sư mà ôi bá thầy Thích Minh Tệ đó, như ông Thích Đồng Hồ đó, ông nói ôm cái nồi cơm điện đi mà ta gặp, ôi tôi chào thánh nhân của tôi, xàm tào lao, ông mắng người ta này kia. Xin lỗi ông chứ cái những cái câu mà ông mắng ông đó ha, trở lại về ông hết trơn. Phải không? Ông nên nhận định rõ ràng. Trời nắng 40 độ này mà nếu ông ngon thì ông cởi dép đi tôi 2 tiếng ngồi đi. À, tôi kêu cộng đồng mạng này cho ông mừng tỷ đó. Ông đi dùm vài ngày đi, có được không? Mấy ông ở trong xe mấy lạnh, mấy ông chỉ cổ xí thôi. Còn người ta đi thì mấy ông chê người ta. Người ta không nhận tiền bạc y tới thẩm ký y mà ông còn không bằng y đẹp nữa. Ai bỏ giải thì ông giá. Con nên nhớ rằng tứ đại phải dai không. Còn tu như mấy cái ông tăng của mình mà phải xàm xí đó. Thì một tay nắm cánh hoa sen, một tay nắm lấy nhỏ nhen sự đời. Rồi nó gịch qua gịch lại, mấy ông không đi về đâu được cơ. Rồi thấy Phật thì mấy ông cũng ghiền, mà thấy tiền mấy ông cũng phái, thấy gái mấy ông cũng mê, mấy ông bỏ mạng chơi à. Chứ mấy ông đừng có khi người ta. Người ta như vậy mới gọi là chánh đạo đó. Cả chánh đạo thêm còn sức khỏe đặng nuôi cha giữ mẹ cho tròn vẹn mười ơn mới đạo làm con lúc sanh sống trở nên phụ bạc. Ông đi vô cứ kêu Phật tử ông cúng dường không. Ông làm những cái bài thơ mà rất là hay. Nào là cha mẹ tháng bảy mùa thu lá mụn vàng, nhớ ngày nhân loại đốn du lan, bưng phương tưởng đến cha cùng mẹ xúc động tâm con gắn lễ tràng. Hay là con còn mẹ là con còn diễm phúc, mắt mẹ gồm với địa ngục trần gian, tình mẹ còn hay tình mẹ mất đi, xin gửi mãi mẹ ơi xin gửi mãi. Mấy ông làm đó mấy ông sư á, làm rất là hay, nhưng mà không khuyên Phật tử mình nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn. Cứ kêu đem tiền cúng dường cúng dường cúng dường không. Rồi á, cha mẹ ăn ở nhà vài đồng á thì nó chửi mắng, mà lỡ chùa thì sư đánh con mình phải lại mà đưa tiền. Quý vị nên mở tâm linh nghĩ đến đoạn này, điều quả phước ấy cơ báo ứng, chẳng biết thân tồn tôn chứa đựng quả bất lành chưa trả gia thêm. Cầu cho đời sống lặng gió im, đặng bá tánh an nhàn vui nhộn. Như ông sư Thích Minh Tệ đó, ông ngủ thì ông ngủ nghĩa trang, ông ngủ gốc cây. Mấy ông ngủ được không? Cái hạnh đầu đà của người ta đó, hạnh của Đức Phật đó. Mấy ông đừng có bôi bát nữa, mà mấy ông mở cửa qua báo đi vào. Cái cửa qua báo này đó, ngày xưa cô Tư nghe Đức Phật Thích Ca ngài nói với A Nan, này A Nan, cái cửa qua báo này mấy ông vô thì được, tới cái 30 triệu ngàn năm mấy ông ra mới ra khỏi cửa qua báo. Con nghe ghê không? Cái địa ngục vô gián mà con ở có vài trăm năm, mà ngày ngàn năm con ra, mà cái địa ngục cái gì, cái cửa qua báo này tới 30 triệu ngàn năm. Tại vì con biết đạo được chẳng dình ngôn ngữ, con nói thầy là thầy chùa mà con nói không điều chánh pháp thì con sẽ lọt vô cái cửa qua báo. Nên hãy tỉnh ngộ đi. Mấy ông thì kinh dưới xám ngoài môi nó tụng đạo xu đồi bại lụng vì ai, vì mấy tu giả này bên mấy ông cũng có, mà bên với tôi cũng có, bên với tôi cũng có mấy tu sĩ thúi giả nè đó. Thành thử ra Đức Quỳnh giáo chủ nói kinh dưới xám đụng nghe thảnh thoát, lũ dân bông tập luyện đã thành. Như ông Thích Thiện Đức cái gì, ông thích gì mở Vũng Tàu nè, Thích Nhượng Đức gì đó, ông nói người ta tụng kinh thì người ta lấy tiền phải, rồi phụng tụng không hỏi miệng sao? Ủa vậy ông đi tu làm gì vậy? Còn nhận tiền đàn na thí chủ không làm gì? Ông nói ông nuôi mấy trăm mấy ngàn người già, ông nuôi người ta hay là mấy ngàn người già đó nuôi ông? Ông đâu xét lại coi ông có làm ra được đồng bạc không mà ông nuôi, chứ không phải ông nuôi vậy là ông lấy cái bằng chứng ông lên cộng đồng mạng đặng ông kêu gọi đặng đem về cho ông tỳ gia ấm thân nữa.
mà cái miệng của ông á, ông làm sư làm gì, ông ra đời đi, cái miệng của ông nói chuyện hơn cái thằng láo cá ngoài đời. Con nghe ông nói hơn thậm chí gọn từ cũng vỗ tay đó. Đức Phật phải trang nghiêm như ông cư Thích Minh Tuệ của mình. Ngài là chánh nhân quân tử, là một vị Bồ Tát thật sự đó. Có ai được không? Con biết đi ra ngoài Trung đó, ngoài Bắc, ngoài Trung đó, là cả một tỉnh gì đó người ta quét cho ông đi, người ta cung thỉnh, ta lại lục mình. Có ai làm được như vậy không? Nói bây giờ sao mấy ông giỏi quá, mấy ông tu nói mấy chục năm, mấy ông dọn đồ cho bóng bẩy, mấy ông đi xe du lịch này kia, mấy ông đeo hàng hiệu, có ai mà cung kính mấy ông mà lại dưới đất vậy không? Bắt lỗi người phải xét lỗi mình, vậy mới là phải bực công bình, nẻo chính trực cho mình. Chứ người quân tử, người biết đạo phải dình ngôn ngữ, nói với ai chớ có sai lời. Cộng mẹ cha kính nể Phật trời, đừng nhiều tiếng nghênh ngang mà mang lỗi đó. Bây giờ đó ha, con từ gà sắp tới cô Tư nói rồi, con để ý đi, những cái chùa cao sắp đến ha, là dánh tanh kẻ tới. Tại vì biết sao, người ta biết hết rồi, ta lộ mấy thằng sư giả này hết rồi, nên trốn Phật đạch dánh tanh kẻ tới. Nên thầy mới nói ta ra đời nên mới đổ thai, bởi vì thằng lời lẽ thẳng ngay, cho nên chúng nó ghét bài phú thi. Lời của Đức Thầy là lời lẽ thẳng ngay, chúng ngay thì lấy chịu, chúng con thì con chịu, chúng cô thì con chịu. Đó. Nên mấy ông sàm tăng này nè, chúng mấy ổng rồi mấy ổng ngự. Như ông Thích mà Minh Tuệ mà ổng đi vậy đó, mấy ổng đi không được đó, mấy ổng ganh tị người ta. Cái hạnh đó mấy ổng mà phải lột hết để quỳ xuống mà lại ổng mà còn chưa phải nghĩa nữa. Chứ đừng có nói mà mấy ông thủy bán. Mấy ông thủy bán nhiều quá rồi dòi trong miệng mấy ông nó đục thăng mấy ông. Cũng như dòi xong thương thương tử mà nó đục thương tử. Thành thử ra phiên mấy ông hãy trở lại nội tâm đi. Đừng ham nữa, ham chi giả tạm của tiền như kim vào lưới xích xiền chói thân, chứ không có là cái gì đâu. Dầu trên dương gian này ta chói mấy ông không được, nhưng mà lột xuống dưới mấy ông vô dáng rồi, mấy ông không có giờ mà để ra. Thành thử ra thầy nói khuyên bổn đạo chớ nên đi, tức vị tầm đạo chánh của phùng, đặng sao xem liệt quốc tranh hùng, được hồi phục nhờ ơn chư Phật. Má quá phép lạ biết bao mà kể, chính từng mây nó nhạt chổi tiêu thiều, kẻ tà gian sao bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thượng cổ. Đó. Quý vị nhìn cái lễ ông Ba Thớ của mình đi, là một vị thánh nhân. Ngày xưa mặc dầu ông quy y với ông Hai Trần Văn Du, nhưng mà ông Hai Trần Văn Du thì được Đức Phật Thầy thọ ký con. Nhưng mà năm giới vị giáo chủ miền Nam Việt Nam của Tư kể con nghe, Đức Phật Thầy Tây An là đệ nhất sư tổ. Ông Phật Trùng mình là đệ nhị sư tổ. Ông Bổn Sư Ngô Lợi là đệ tam sư tổ. Đức Quỳnh Giáo Chủ là đệ tứ sư tổ. Tức là bốn chữ xuống trần chớ ở đâu, là bốn chữ Vũ Sơn Kỳ Hương. Đó. Nên Đức Phật Thầy Tây An ngày có than: bảy năm hoằng quá độ sanh linh, đắc diệt trùng trùng khổ chiến chinh, quá kiếp năm đời khai chánh pháp, dung vuông hành đạo kiến thanh bình. Đó. Còn Phật Trùng trong nói trở về Nam đặng có sửa sang cho thủy tính gỗ nhà chân lý. Đó. Ông Ba Thớ của mình, ông nói một cái là ông không cần gai hết. Tại vì nếu mà cái người nào giả thì người đó chịu. Ông nói lại xưng gần hùng tướng nhất phan, dốc chiếm đoạt Tây An đại đế, bảo phát bảo tàng vô mưu kế, tội bay kế mưu diễn chết trước khi thầy bay trở lại. Còn những cái bà mà hát ca bây giờ mà múa men rồi đó, thì ông Ba Thớ nói đời này nhiều hát nhiều ca, quê tình quê tự làm ma không đầu không hồn. Hay là đời này xưng mẹ xưng cha, đến chừng đến việc khóc la ông thần. Và những cái người mà chưa đắc mà nói đắc, chưa chứng mà nói chứng là tự xưng đó, thì buồn ngôn lộng ngữ với Đức Phật. Quý vị hãy nhìn sư Thích Minh Tuệ để trở lại nội tâm của mình, và đừng đem tiền bạc cúng cho những thằng sư sàm nữa quý vị. Ông sư chùa Ba Vàng quý vị biết không, cái cọng cỏ phi ly mà dám dựng lên là xá lợi tóc của Đức Phật để nhận tiền, tay phân phất nhận tiền đó. Quý vị thấy không, ai tu mà lừa đảo như vậy không? Tu đó là tu gì? Tu mấy xã hội đen ngoài đời. Đó. Thành thử ra quý vị hãy trở lại nội tâm. Nội ổng có hai cái trang mạng nha con. Một cái trang mạng cá nhân của ổng, một tháng lãnh 100 triệu. Trang mạng chùa Ba Vàng tháng lãnh 100 triệu ăn hết. Mà ổng nhận tiền kiểu đó rồi coi bói coi tay mày quẻ nào 20 triệu cho trả góp. Ai và Phật nào dạy? Mấy ông lạc bộ kinh nào ra dạy mấy ông như vậy? Bởi Đức Quỳnh Giáo Chủ nó thầy chùa như thể cây sơn, mấy ông dặn ngoài ra coi chắc trong thờ mối ăn, buồn thay cho lũ ác tăng, mấy này là ác tăng đó.
làm điều dấu thế cho hư đạo màu, Di Đà Phật tổ thêm cầu dặn trong tăng chúng sao lừa dối dân, có thân chẳng liệu lấy thân tu theo lối cũ mau gần dừng dừng. Đó, thành thử ra mình là Phật tử tu sĩ tại gia như cô Tư phải giữ năm giới luật: một là không sát sanh, hai là không cắp trộm, ba là không nói dối, bốn là nói dối là giọng ngữ rồi năm là không ngủ bia. Ta giữ được năm giới mà con giữ được 10 giới thì con cao hơn năm giới, mà con cái người giữ được 12-30 giới thì cao hơn người 10 giới vậy thôi. Đó, nên Đức Quỳnh giáo chủ nói đường đạo đức bước đi từ nắc ngoại quan hình thì hình, mình phải đi từ nắc lên đi, đừng có bước một lần mà 3-4-5-10 rồi nó chợt chân. Rồi mấy ông sư đó, mình học được giáo lý của Đức Phật chỗ nào thì mấy ông dạy người ta chỗ đó, còn ổng chưa học được thì mấy ông dựa cột để mà nghe, để coi lại rồi hả phát ngôn. Bây giờ mấy ông phát ngôn ra một cái cứ ngứa nít 5-6 tuổi mà nó biết, nó còn phi dễ mấy ông nữa. Đừng có nói nữa, nằm võng mà cũng có tội, karaoke thì bị câm đủ thứ trên, cúng nhà cho mấy ông thì được. Cảm quá à. Đừng có nói nữa nha, thế gian này ta chán mấy ông dữ lắm rồi. Từ ngày sắp tới đó, người ta sẽ quy tụ về cái đạo mà chơi cánh con. Nhưng con thấy cái đạo mình bao nhiêu tiền của có nhiều cũng đem ra đãi trên, phải không? Thành thử ra cái đạo chơi cánh cho người sau này. Đức Quỳnh giáo chủ nói khắp bốn biển liên dây hòa hảo luôn, chứ không phải một đâu, khắp bốn biển liên dây hòa hảo. Ngừng bác ái tâm đời biến hạ đạo, nhưng như ta vì đạo vì dân, yêu tu cầu quân thánh gãi ăn, cho bốn biển dân lành. Đó, điên gà đàm lựng chào con, điên làm lựng ít câu dốt nát, măng chị anh bàn bạc thể nào, lời dân khô chỉ ý kiến chẳng cao, nhưng mà ngoại quan cảnh tâm vô kỳ vật. Đó, thành thử ra mình phải trở về nội tâm, đừng làm tà đạo mà nhân hư bất dụng nữa. Con có gì để hỏi? Có thân chẳng liệu lấy thân tu theo lối cũ mau gần dừng dừng. Đó, thành thử ra mình là Phật tử tu sĩ tại gia như cô Tư phải giữ năm giới luật: một là không sát sanh, hai là không cắp trộm, ba là không nói dối, bốn là nói dối là giọng ngữ rồi. Rồi năm là không ngủ bia. Ta giữ được năm giới mà con giữ được 10 giới thì con cao hơn năm giới, mà con cái người giữ được 12-30 giới thì cao hơn người 10 giới vậy thôi. Đó, nên Đức Quỳnh giáo chủ nói đường đạo đức bước đi từ nắc ngoại quan hình thì hình, mình phải đi từ nắc lên đi, đừng có bước một lần mà 3-4-5-10 rồi nó chợt chân. Rồi mấy ông sư đó, mình học được giáo lý của Đức Phật chỗ nào thì mấy ông dạy người ta chỗ đó, còn ổng chưa học được thì mấy ông dựa cột để mà nghe, để coi lại rồi hả phát ngôn. Bây giờ mấy ông phát ngôn ra một cái cứ ngứa nít 5-6 tuổi mà nó biết, nó còn phi dễ mấy ông nữa. Đừng có nói nữa, nằm võng mà cũng có tội, karaoke thì bị câm đủ thứ trên, cúng nhà cho mấy ông thì được. Cảm quá à. Đừng có nói nữa nha, thế gian này ta chán mấy ông dữ lắm rồi. Từ ngày sắp tới đó, người ta sẽ quy tụ về cái đạo mà chơi cánh con. Nhưng con thấy cái đạo mình bao nhiêu tiền của có nhiều cũng đem ra đãi trên, phải không? Thành thử ra cái đạo chơi cánh cho người sau này. Đức Quỳnh giáo chủ nói khắp bốn biển liên dây hòa hảo luôn, chứ không phải một đâu, khắp bốn biển liên dây hòa hảo. Ngừng bác ái tâm đời biến hạ đạo, nhưng như ta vì đạo vì dân, yêu tu cầu quân thánh gãi ăn, cho bốn biển dân lành. Đó, điên gà đàm lựng chào con, điên làm lựng ít câu dốt nát, măng chị anh bàn bạc thể nào, lời dân khô ý kiến chẳng cao, nhưng mà ngoại quan cảnh tâm vô kỳ vật. Cô bác thì hôm nay tính rất có duyên được gặp cô Tư tại ngày dỗ con ba Nguyễn Nhân Thới. Thì hôm nay có duyên gặp cô nơi đây thì cô có thể chia sẻ cho con về cái mẫu chuyện vào ngày dỗ của ông ba Nguyễn Nhân Thới. Dạ, kính mời cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, cái lễ phép kính chào quý vị cộng đồng mạng nha. Bữa nay tôi đi lễ gặp cháu hỏi ông ba của mình, ông tên gọi là Nguyễn Nhân Thới, mà gặp ông ba thớ của mình là đệ tử của ông Hay Nhu nha quý vị. Chứ không phải là đệ tử của Phật thầy Tây An, tại vì ông có viết là gặp Minh Sư Trần Nhân Nhu. Khi đó thì Đức Cố Quản của mình trong thập nhị hiền thủ của Phật thầy Tây An, mà ông Hay Nhu là đệ tử của Đức Phật, Đức mà ông ba thớ của mình. Nên khi
mà bị bên nội báo quan bắt ông hai á, nên ông hai mấy giờ đi chỗ này chỗ kia chứ đốt chùa bốn hương tử mình chống hoài, thành thử ra ông ba ông buồn đi, không còn chia cách thầy tổ, nên ông ngồi ông buồn á, ông lấy dao ông cắt cổ ông để mục đích là tự vẫn. Nhưng mà trước khi đó thì ông đã vô quê ngồi thiền 3 năm, ông viết được 3 bộ rồi. Thì ông ra ông sắm sửa lễ vật, ông đến với ông Hai Du là con xin phép sư phụ để cho con ra chở ra đời lại để hoằng dương chánh pháp với sư phụ. Thì lúc mà ông Hai Du bị ông phê ông Sáu Phẩm là bên nội nó báo quan bắt ông, nên ông mấy giờ đi chỗ này chỗ nọ, thì ông Hai ông ba ông mới nhớ ông Hai thì ông cắt cổ ông vậy. Nhưng mà gia đình thì chở ông ra ngoài Châu Đốc á để cho tụi pháp chữa trị, thì ông bức hết, ông không chịu cho những bọn xâm lăng ăn cắp cướp nước của mình mà để trị cho ông, nên ông trốn về. Trốn về thì tối là ăn cơm thì ông lấy khăn chằn tắm ông quấn cổ ông lại, nhưng mà cũng có rớt một hai hột ra. Thì ông từ hôm đó, từ đó năm 1800 tôi không nhớ gành nên ông viết được 3 quyển, sau đó ông ra rồi ông viết thêm 6 quyển nữa. Là trong khi thời gian ông ba cắt cổ tới ngày ông ba chết thì ông ra viết được là Bộ Kim Cổ Kỳ Quan 9 quyển. Trong cái vòng đó 12 năm ông mới viên tịch. Phải nói là ông ba mình là một người tuyệt vời quý vị. Bỏ tất cả để theo thầy. Khi mà ông viết Bộ Kim Cổ Kỳ Quan rồi, mấy con kêu con thứ 8 của ông đó đóng trong một chiếc gương treo lên gầm nhà, chứ chưa có phát triển, chưa phát hành. Thì ông treo lên đó, ông nói khi nào có được lệnh thì mới được lấy xuống để phát hành. Thì năm 1000 ông ba viên tịch, năm 1000 ông ba đảng sanh năm 1866 và ông viên tịch năm 1926. Thì khi đó Đức Phật thầy Đức thầy Đức Quỳnh giáo chủ của mình ra đời. Năm 1939 Đức thầy mở đạo, thì con thứ 8 của ông ba Nguyễn Thế của mình mới đi xuống quy y với Đức thầy. Thì nói thì thầy nói ông về tìm lại Bộ Kim Cổ Kỳ Quan, đó dưới đây là một gốc. Thì từ đó con ông ba mới về kêu người ta tháo xuống, thì mở ra là đúng Bộ Kim Cổ Kỳ Quan, nên truyền lại cho đời một Bộ Kim Cổ Kỳ Quan mà ông ba mình rất là tuyệt vời, thông minh và trí tuệ, và những chuyện ông ba nói thì không sai chặt gì hết. Ông ba ông nói đời bây giờ con thấy không, nhiều đạo ra đời, nhưng mà ông ba ông nói người ta thường nói nhân hư chớ đạo bất hư, nhưng mà trong đạo mình có hư nha. Nên ông ba ông nói lầm tà đạo là nhân hư bất dụng, đạo có hư đó. Tại sao hư là những người làm quấy nó họ mới hư thôi, nên ông ba ông nói nhân hư chớ đạo bất hư. Nó thành thử ra, nhưng mà lầm tà đạo thì nhân hư bất dụng. Bây giờ là đạo nhiều lắm con, nhưng mà các đạo tà bu khéo âm thầm, dân gắn cánh kẻo lâm mặt khổ. Chúng nói xuống khuyên răng nhiều chỗ, dùng khép màu lẹm chúng sanh. Ai ham linh theo nó chập cành xa cạm bẫy, khó mong sống sót. Nên con thấy cái lễ của ông ba năm nay là nghe mới hỏi trong mấy đệ đó, thì nói năm nay rồi gói trên 4 tấn nếp. Dạ, 4 tấn nếp. Năm ngoái chỉ có 2 tấn 8 thôi mà được 28.000 đòn. Năm nay là để đó nói hơn 4 tấn, nhưng mà cô Tư chưa xác thực lại. Thì chắc có lẽ vậy, ngày qua là 1.000 người gói đó. Thành thử ra mình hãy noi theo trí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí tuệ minh mẫn nhận đưa nhau đến con đường giải thoát. Nhất là dẫn dắt dùm kẻ xa cơ, và nhất là phải tiếp tục khai thêm thông nền đạo đức của Ngài để ban bố khắp cảnh thế. Thưa quý vị, thấy đại lễ của ông dầu cho kẻ sở người tề, đến ngày lễ hội cũng tề với nhau. Anh đồng pháp em Cà Mau đến ngày lễ hội cùng nhau kể về. Thành thử ra ông ba thì ông nói nhiều nữa. Ông ba của mình ông viết ra đó con 83 điều tội lớn nhỏ, nhưng mà tội mà nặng nhất là thêm 20 mấy nữa là trên 100 mấy tội đó. Ngồi đó chơi đi chị. Trên 100 mấy điều tội mà tất cả phàm phu hay tăng, ông từ ông tăng mình tới tín đồ của mình ai cũng phải đó. Nên quý vị hãy cố gắng trao dồi thân tâm để trở lại con đường chánh đạo. Thưa quý vị, Đức Quỳnh giáo chủ có dạy phước nhỏ đừng bỏ, ác nhỏ đừng làm. Phước nhỏ lâu ngày sẽ thành một cái núi công duy, và ác nhỏ lâu ngày nó cũng cao như vậy. Mà Đức Quỳnh giáo chủ dạy mình, quý vị hãy sáng suốt để nhận định nghe quý vị cộng đồng mạng, hát kêu bớ kẻ giàu sang, mau mau làm phước lập gian thôi rồi.
đến lâm cảnh khổ của ta với lệnh Phật Bà cũng giới thiệu cho tu cho nhàn tội tấm thân, đừng làm xáo trá khổ thân sau này. Ra mời chị nội. Quen. Chào chị.